Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó là Stickman, người que đại chiến nhá. Cái này là phiên bản mới nhất 2021, cuối năm 2021 này. Thì cái game này hôm qua mình đã để link tải cho anh em rồi đấy. Anh em chỉ cần tìm chữ Stickman Battle là sẽ ra được cái tựa game mới nhất này. Game này thì nó sẽ có nhiều nhân vật mới hơn, nhiều thứ hay ho hơn để nâng cấp này, thấy chưa? Đây là bọn đào vàng này. Chỗ này ta mới chưa mở này, level 14 tôi mới mở khóa được cái bọn người khổng lồ anh em nhé. Hiện tại tôi chưa mở người khóa người khổng lồ được. Kiếm chém thì cũng rất là nhiều loại này. Kiếm thần, kiếm đá này, kiếm lửa này, kiếm vàng này, kiếm băng này. Kiếm gì? Không biết là kiếm gì. Cung thì nó cũng sẽ phân chia ra những cái loại cung khác nhau. Đấy. Rồi, thì chúng ta tiếp tục là vừa vào có 3 nhân vật chính của chúng ta ở đây. Tôi còn chưa mở cái này cơ. Hôm qua tôi vừa đánh cái game này thấy nó hay quá. Cái lối chơi nó cũng rất là được, không có nói là tệ. Cung thủ có tầm bắn xa. Ok. Nó sẽ mở khóa cung thủ của chúng ta nha anh em. 3 4 5 6 7 8. Tại vì chỗ này nó có thể nhìn được cái số lượng quân ấy, nên nó rất là lợi anh em ạ. Rồi tôi sẽ mua một thằng này và thêm một thằng lính kiếm chém đó. Ủa sao quân nó lúc nào lên nó cũng rất là đông nha anh em. Quân nó lúc nào lên cũng gọi là bắc pinh luôn. Để chuẩn bị tấn công mình anh em. Sợ dã man luôn. Như thế này mình nghĩ là được à. Quân nó đông hơn. Nhưng mà về vấn đề đào vàng chúng ta lại đông hơn anh em ạ. Đấy, như thế nó sẽ dễ hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều so với bọn nó nhá. Tôi nghĩ là chỉ cần 4 thằng cung là đẹp rồi. Và nó có một thằng cung thôi anh em. Tôi sẽ cần nhiều cận chiến hơn đấy. Hợp lý, mình sẽ cần nhiều cận chiến. Đánh nhau rồi. Giáp lá cà rồi anh em. Tấn công. Tấn công nào. Bọn nó khỏe hơn à? Bọn nó có vẻ là được trang bị trâu hơn tí anh em ạ. Nhưng vấn đề là chúng ta có nhiều cung hơn. Nhiều cung hơn nên là lợi thế hơn rất là nhiều. Tấn công anh em ơi, xung phong vào tận nhà để chém nó nào anh em ơi. Ok, hay đấy. 300 được. Wow, được đấy anh em ơi. Phê phết nhỉ. Ui trời ơi, bán như thế này thì bọn nó không thể chịu được anh em ạ. Wow, chúng ta thành công tấn công vào cái căn cứ điện. Nhưng mà cái này nó hơi nhiều cái quảng cáo xuất hiện anh em ạ. X2 thì ta sẽ được khoảng 40 game, khoảng 2.000 tiền. Ok, tôi sẽ X2 nhé, để xem những cái game mới cũng được. Drugs to game này di chuyển. À, cái này mình nhớ, mình hiểu, mình chơi rồi anh em ạ. Dạng kiểu bọn người que đấm nhau á. Chiến thắng. Khá dị. Đây có cái phần cưa này. Game này là game Joyce Class 3D. Tạo ra đội quân à. Cũng được. Không có nói là tệ. Nhưng vấn đề là quảng cáo hơi lâu nhé. Đây, quảng cáo nó chạy hết thanh này thì chúng ta sẽ. Dạo này mình không tìm được những tựa game mới nên tôi sẽ xem thử ở đây xem có tựa game mới nào để mình chơi, mình test thử cho anh em, đúng không? Tội gì. Yeah, ok. Joy Class 3D. Tắt thôi. Rồi, cho được một cái hòm nha. Trong ngoài sẽ có khoảng nhận ngay thì phải xem quảng cáo ạ. Thôi, tiễn xem sau ạ nhé. Mình nghĩ là cái này là cái gì đấy? Tượng à? Nâng cấp anh em ạ. Cho nên nâng cấp thợ mỏ cho nó khỏe hơn. Còn đây là cái skin thôi. Hiểu. Nâng cấp thì nó sẽ ngon hơn anh em ạ. Không nâng cấp tượng đâu, nâng cấp thợ mỏ. Thợ mỏ. Đấy, cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5. Tôi nâng full thợ mỏ luôn anh em ạ. Thì nó sẽ hợp lý nhất. Có thể. Đấy, xong nâng cung một phát. Hết tiền. Bây giờ là hết tiền thật sự rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ mở được thêm 50 game. Có cái hòm thì nó cho mình mở luôn. Có cả chế độ PVP này. Khá hay ha. Rồi, chúng ta sẽ chơi ở cái màn số 4 nhé. Kẻ thù của bạn sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng mà mình sẽ không quan tâm lắm tới cái đấy nha. Không đủ luôn. Ui dồi ôi. Vài bọn giáp vàng anh em ạ. Nhưng mà nó chưa tấn công đâu. 100% nó sẽ chưa tấn công vội đâu.
Nhưng mà chúng ta đào vàng attack in trong vòng hơn 1 phút nữa, chúng ta vẫn có đủ thời gian để mình thiết lập cái đội hình phòng thủ anh em ạ. Dù nó mạnh hơn một tí nhưng mà mình cũng không quá là đáng sợ lắm. Ok, đào vàng nhanh thật sự luôn, còn 58 giây nữa. Tôi cần thêm rất là nhiều quân anh em ơi. Hợp lý rồi đấy anh em ạ. 4 thằng cung là mình thấy là cũng ok đấy. Vấn đề là nó không tấn công mình thì bọn nó thua thôi. Game này theo như mình đánh giá là độ khó nó khá là dễ so với Stickman bản cũ. Game này thì nó cả tiếng Việt, được đánh giá cao, nó có tiếng Việt và cái đồ họa màu sắc nó đẹp hơn, nó sẽ đa dạng quân hơn một tí, kiểu dạng như vậy. Còn 30 giây nữa, chuẩn bị tới cuộc thánh chiến này. Rất đông anh em, nó có tầm khoảng 3 hàng cung. Mình nghĩ mình nên cho tầm 6-7 rồi, 7 hàng cung rồi. Nhiều lắm rồi. Quân số mình đang là tầm 32 người, trừ 8 thì còn là khoảng 24. Đúng rồi, còn 10 giây nữa, mua được cái gì mua anh em. Giáp vàng nó khá gớm à, khá kinh khủng khiếp đấy. 8 hàng cung và 20 hàng lính là tầm 28 hàng. Chuẩn bị chiến đấy, chuẩn bị chiến đấy anh em ơi. Tấn công đấy. Giáp lá cà đấy, ok, solo luôn. Solo luôn, ok, chúng ta mạnh quá. Chúng ta đang quá mạnh, so với cái quy định mạnh dã man luôn, trời ơi. Nó có đúng một đằng cung giáp vàng ạ. Mình lấy kiểu số lượng đè chất lượng của nó anh em ạ. Nó không chịu nổi quá một tơ luôn. Hê hê, phá nhà thôi. Cảnh báo quân địch gọi cứu viện, là gọi thì gọi, gọi thì gọi, gọi thì đánh tiếp. Sắn gì, nhưng nó đông hơn anh em. Hơi lo ngại, à không, cũng chẳng lo ngại lắm. Tại vì là nó quá là yếu anh em, không thể nào mà gánh chèo được cái team này rồi. Xong phim, chúng ta hạ xong rồi. Yeah. Xem thêm quảng cáo để. Ui, toàn game. Game này là toàn game cũ à? Thì game tạo đội quân này là game cũ anh em ạ, từ rất là lâu lâu rồi đấy. Ôi nhưng mà đánh nhau với quỷ các thứ thấy cũng hay. Ui chó ba đầu kìa. Ủa. Được phết chứ nhỉ? Draw Tactics. Nhìn cũng hay. Thế cái game này nhìn cũng hay ho. Tiếp có thể cài thử xem chơi xem chơi như nào ha. Mình nghĩ tiếp mình sẽ thử cài. Thử cài để chơi. Trời, mình nghĩ mình đang để tiếng. Không biết có để tiếng không ta. May quá là không để tiếng. Câu cá Jackson. May nha. May mà tôi không để tiếng tủng gì đó ở đây thì không thì cũng tèo. Ok. Tắt rồi. Hoàn toàn mới có thể nâng cấp thêm cho bọn lính của chúng ta lên nữa. Nhưng mà thôi, từ từ nữa. Và cái này nó khá là rẻ. Các cái skin thì khá là rẻ anh em ạ. Theo mình thấy là như vậy. À, end trong vòng tầm 9. End is trong vòng phải kết thúc. Giúp trong vòng khoảng 10 phút anh em ạ. Quá 10 phút là chúng ta thua. Không lo. Thật sự là không lo lắng lắm. Bây giờ chỉ cần nó phát động tấn công cái là mình đấm luôn anh em ơi. Đúng không? Cái này không có tăng tốc độ lên nhờ. Chúng đang có 3 thằng bắn cung và 8 thằng kiếm chém. 4 rồi. Nó có 4 thằng bắn cung và mấy thằng kiếm chém ở kia thì thấy nó cũng khá mạnh. 6 rồi anh em ơi. Hiện tại có 6 rồi. 6 bắn cung và 8 kiếm chém. 7 rồi. 10 rồi anh em. Chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu ha. Oh my god, đông tê nhờ. Đông dã man luôn anh em. 9 rồi. 10 tổng cộng nó có 12 thằng rồi ở bên này rồi. À đánh nhau rồi anh em ơi. Đánh nhau rồi anh em ơi. My god. Rồi, chém nó. My god. Trời ơi. Dễ quá nhỉ. Cho kết thúc trong vòng phút thứ 8 luôn. Khỏi phải sang phút dài làm gì.
Thế quân mình còn đang khá là ít, đang còn có 17 thằng kiếm chém kìa. Nó sẽ gọi quân cứu viện bây giờ đấy, theo mình đoán sẽ gọi quân cứu viện đấy. Quân cứu viện đến chưa? Ơ, nó không có quân cứu viện à? Ờ, quân cứu viện nó đâu? Thật là dị anh em ạ, không hiểu luôn. Đó rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Xem quảng cáo xem có game gì mới không.